Ngày hôm nay bên em có đi chọn máy và hôm nay thì ở bên em có 6 cây iPhone zin chưa đụng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Em quay rất là sát, rất là kỹ cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp. Hầu như là không có chảy xước, không có cấn móp. Viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 77%. Đối với cây máy này thì bên em có tặng cho mọi người một viên pin mới, dung lượng cao, hàng chính hãng Origin. Khi thay pin thì sẽ có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho mọi người, đăng công khai ở trên kênh, chứng minh máy của bên em bán chuẩn chỉ là hàng zin chưa đụng ốc. Tức là khi mà mở ra thì nó còn dòng zin và bên trong máy rất là sạch đẹp, hầu như là không có chút bụi bẩn nào. Cây máy này thì có mã số là 539A và mức giá bên em để cho mọi người là 6 triệu 200 nghìn. Mức pin 77% thì có thể khi mới nghe qua thì mọi người có thể nghĩ là mức pin thấp, nhưng đối với dòng iPhone XR thì mức pin 77% là rất là bình thường. Tại vì XR thì ra đời lần đầu tiên vào năm 2018, ra đời cũng hơn 5 năm rồi. Đến hiện tại thì pin xuống thấp là chuyện bình thường. Và khi mà thay một viên pin dung lượng cao thì sẽ có thời lượng sử dụng rất là tốt mọi người nhé. Và tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Hàng tuyển chọn. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Mọi người lưu ý là không phải là bên nào báo máy đẹp là cũng đẹp như nhau đâu mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là máy của bên em đẹp như này thì như ở những bên bán hàng uy tín khác thì người ta sẽ bán ở tình trạng là like new mọi người nhé. Viên pin zin theo máy thì còn ở mức 85%. Cây máy này thì bên em có tặng mọi người một phiếu thay pin mọi người nhé. Phiếu thay pin tức là mọi người có thể thay bất cứ lúc nào, kể cả sau thời gian bảo hành mọi người nhé. Và cây máy này có mã số là 459T, mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Và viên pin zin theo máy thì còn ở mức 86%. Cái máy này thì có mã số là 255T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 200 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế. Chỗ này là dính một chút giấy dán mọi người nhé. Phiên bản là quốc tế 128GB. Cây máy này thì có mức pin zin là 84%. 84% đối với dòng iPhone 11 đến thời điểm hiện tại cũng ở mức khá cao mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp, không có cấn móp, trầy xước. Và đối với cây máy này thì bên em cũng tặng mọi người một phiếu thay pin mọi người nhé. Cây máy này thì có mã số là 268T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 500 nghìn. Mức giá bên em báo là giá trọn gói mọi người nhé. Trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc.
tặng phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh, ốp và cường lực. Bảo hành thì bên em bảo hành cho mọi người rất là dài, trong 12 tháng. Thay pin miễn phí 12 tháng. Bên em có chính sách là bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử, không thích trả lại mọi người nhé. Bên em thì rất là tự tin với chất lượng máy và chất lượng dịch vụ. Đây là bao cho mọi người là dùng không thích trả lại mọi người nhé. Nếu mọi người cảm thấy Tu Vân Mobile không uy tín thì mọi người cứ trả lại và lần sau không mua hàng của Tu Vân Mobile nữa. Và tiếp theo là một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì cây máy này đạt khoảng 97% đâu mọi người nhé. Cái máy này thì viền có chơi xước. Nói chung là máy có chơi xước, nhưng mà thật ra thì quay ở trên video thì mọi người có thể là sẽ không nhìn được rõ. Thì nếu mà mọi người muốn biết rõ là chơi xước như thế nào thì mọi người có thể inbox cho bên em. Với máy như thế này thì rất là nhiều bên sẽ bán ở tình trạng là 99% mọi người nhé. Hoặc là người ta nói chung chung là máy đẹp, nhưng mà bên em thì báo là máy có chơi xước và bên em báo 97% thôi. Cây máy này thì mức pin zin theo máy còn ở mức 85%. Cây máy này có mã số là 966T và mức giá bên em để cho mọi người là 7.400.000. Và cuối cùng ở trong video ngày hôm nay là một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đục ốc. Và viền pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao. Đối với dòng iPhone XS Max đến thời điểm hiện tại, pin zin theo máy thì còn ở mức 91% mọi người nhé. Cây máy này có mã số là 696T và mức giá bên em để cho mọi người là 7.500.000. Và đến đây thì bên em xin kết thúc video. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Bên em thì có hai cơ sở ở Hà Nội. Thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông. Thứ hai là ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Website của bên em là tuvanmobile.com. Với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code. Khi nhận được máy thì mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán. Và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có một ngày, tức là trọn vẹn 24 giờ để dùng thử. Khi cảm thấy không ưng, không thích thì mọi người có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé. Số lượng máy của bên em thì rất là ít, tại vì nó là hàng tuyển chọn mọi người nhé. Về chất lượng thì bên em bao với mọi người là zin đến từng con ốc mọi người nhé. Zin chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì, chưa đụng ốc lần nào. Thì mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tu Vân Mobile, hoặc mọi người có thể xem ở trên những kênh khác thì mọi người có thể thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chuôi sạc thì mới có thể mở máy, và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa mọi người nhé. Bên em bao là chưa đụng ốc, đồng nghĩa với đó là zin nguyên bản, tức là từ khi máy bán mới ra như thế nào thì đến tay mọi người là nguyên vẹn như thế mọi người, chưa bung mở, chưa thay thế sửa chữa bất cứ cái gì. Và ở những cây máy như thế này thì khi dùng thì mọi người sẽ thấy là camera của máy cho ra hình ảnh rất là đẹp. Ở đây thì mọi người có thể thấy là camera của máy trong vắt mọi người nhé, không có bạc, không có bụi gì cả. Ở đây thì em có thể chụp cho mọi người một kiểu ảnh. Mọi người có thể thấy là ảnh rất là sắc nét mọi người nhé. Ở những cây máy như thế này, màn hình sáng đẹp, mọi người có thể thấy là màn hình rất là sáng đẹp, chu tông đầy đủ.
cảm ứng nhạy và tốc độ máy nhanh mọi người nhé. Và ở những cây máy như thế này thì rất là bền, kể cả khi mọi người có đánh rơi, lỡ tay đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy cũng rất là thấp, thấp hơn hàng dựng, hàng sửa rất là nhiều, và thấp hơn kể cả những cây hiện tại đang được bán zin ở trên thị trường ở dạng men zin, màn zin. Hiện tại thì ở trên thị trường bình thường các shop bán zin thì chỉ là loại hàng men zin, màn zin, tức là bao là men zin, màn zin hoặc là cả vỏ zin nữa mọi người nhá. Nhưng mà có thể là ở bên trong đã bị thay thế sửa chữa hoặc là rửa cam đánh kính. Nhưng mà máy của bên em thì là máy chưa mở lần nào, nguyên bản. Và về mức giá thì bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể. Chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Tu Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.